tay của chúng ta chuẩn bị hạ cánh. Một lần nữa, quý khách vui lòng kiểm tra và cài chặt dây an toàn. Hành khách cố ý không lấy áo phao ra khỏi vị trí khi không có thông báo của tiếp viên. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, we'll be landing in a few minutes. Once again, please check that your seatbelt is firmly fastened. Please be informed that passengers are not to remove the white vest from this location unless instructed by cabin crew. Thank you. Cabin crew is set for landing.